ôm con rồi anh mới hỏi là em có nghĩa là em thấy anh như thế nào, em thấy anh có cái điểm gì mà em không hài lòng mà anh phải sửa không? Mà con mới nói là không, đối với em anh là một người rất là hoàn hảo rồi. Cái lúc đó anh mới móc chiếc nhẫn ra, xong anh mới nói với con là nếu như á mà em chỉ còn lo cho em gái thôi thì em nói với anh đi, anh hứa là anh sẽ cùng với em lo cho em gái. Hay quá. Và lúc đó thì con rớt nước mắt luôn. Hay. Và tới bây giờ là hai vợ chồng đã lấy nhau 5 năm rồi. Ừ. Và chưa một lần nào anh không làm được cái lời anh đã hứa đâu. Dạ. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình. Con tên là Trương Ái My, con 30 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng ạ. À, quê con ở Bạc Liêu, hiện nay con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Thuận và quý vị xem chương trình ạ. Con tên là Phạm Anh Hùng, con hiện tại là kỹ sư công nghệ thông tin. Con năm nay 34 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau ta? Dạ, tụi con được là Mai ạ. Một người bạn của anh, con là khách hàng của bạn đó. Thì tự nhiên một hôm bạn đó sang bên công ty con để nhờ con ký hồ sơ. Tối hôm đó đi về, cái bạn đó nhắn tin cho con là chị ơi, em thấy chị rất là hợp với một cái anh bạn của em nè, để em làm Mai cho chị nha. Thì khi mà con nghe bạn đó nhắn tin cho con như vậy đó thì con cũng rất là ngạc nhiên. Con nghĩ là ô, người này không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đó đến giờ như thế nào. Thì tại làm sao bạn đó lại muốn làm Mai mình cho bạn của bạn đó. Con mới nói là thôi cho chị cảm ơn. Và bạn kia cứ nhất quyết là năn nỉ là không, em thấy chị rất là hợp với anh đó, hay là chị cứ gặp anh đó một lần đi. Thì cái bạn đó với chồng con là hay đánh cầu lông chung với nhau ngày chủ nhật. Thì bạn đó năn nỉ con là thôi chủ nhật chị lên sân cầu lông đi, rồi sau đó chị có thích anh hay không thì mình tính tiếp. Vậy là con cũng 5 lần 7 lượt con từ chối. Hôm thì con mệt, hôm thì con bận về quê, hôm thì con đi công tác, con không lên. Bởi vì cố tình không lên. Dạ đúng rồi, bản thân mình không muốn chuyện đó. Mình nghĩ là mình quen cũng nhiều người mà còn chưa ăn ai nữa, thì huống hồ chi là Mai một người mình không biết ở đâu ra. Đúng rồi. Dạ. Mà bạn đó rất là kiên nhẫn, 3 tháng. Con thấy dài quá nên con nghĩ bụng là thôi mình cứ lên đại một lần đi, rồi sau đó mình sẽ nói là à, chị không hợp với anh đó đâu. Thì con cũng giống vợ con đó, là con không có tin lắm vào cái chuyện mai mối. Hay một cái là thời điểm mà vợ con từ chối các kiểu thì thời điểm đó con cũng bận tùm lum hết. Con cũng không chờ bạn tới, tức là nếu như mà có duyên thì mình gặp. Và chưa chắc là gặp xong mình sẽ hợp với nhau. Đúng. Dạ. Thì đẹp trời ngày hôm đó vợ con lên, và ngày hôm đó con cũng sắp xếp được con lên. Anh này vô trễ hơn con. Mặc áo thun, quần xà lõn, đồ mà đi đánh cầu lông, mang đôi dép lào lẹp kẹp, xách cái giỏ đi tơn 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 vô. Ấn tượng đầu tiên là cũng không có gì gọi là quá là ấn tượng với mình vậy. Nhưng mà con gặp vợ con thấy thì sao? Dạ, thì tất nhiên đầu tiên là xinh rồi. Rất liền đúng không? Do là trường hợp mình đi đánh cầu lông chung nên là các anh chị trong đó cũng tạo điều kiện cho hai đứa đánh đôi. Thì con thì đánh giỏi lắm, không biết đánh cầu lông là như thế nào. Còn anh chồng con thì anh đánh rất là hay. Thì khi đó anh đứng ở sau lưng con và anh nói với con như vậy nè: em cứ đánh đi, rớt trái nào anh sẽ đỡ cho trái đó. Và thực tế là con đánh rớt tùm lum hết, và anh đỡ cho con và hoàn toàn không một lời trách móc gì hết. Mà còn cổ vũ con là em cứ đánh đi, cố lên. Thì tự nhiên chính cái khoảnh khắc đó, dạ đúng rồi, mình lại cảm giác cái người đàn ông này tạo cho mình một cái sự an toàn. Có nghĩa là họ sẵn sàng, họ che chở cho mình không vì bất kỳ một cái lý do gì hết, là điểm tựa sau lưng của mình. Dạ đúng rồi, đó. Dạ đúng. Mà sau đó thì sao nè? Dạ thì sau khi kết thúc cái buổi đi chơi ngày hôm đó thì anh đưa con về tới nhà luôn. Và đây là người đầu tiên mà mẹ con nhìn thấy mặt. Và con hay gọi tình yêu của tụi con là tình yêu sấm chớp á, cái gì nó cũng nhanh hết. Không đúng đối tượng đó. Dạ. Đúng tần số là nó nhanh thôi ạ. Dạ. Nhanh. Hai đứa chính thức quen nhau là bao lâu? Dạ một tuần sau đó ạ. Cũng nhanh. Sau đó một tuần có một cái sự kiện là anh có đám cưới của người bạn. Dạ thì anh mới rủ con đi theo. Xong tăng một đám cưới thì đi tới tăng hai. Thì sau khi đi tăng hai xong thì lúc đó cũng chính là cái khoảnh khắc mà anh đề nghị với con là thôi em làm bạn gái anh đi. Thì con thấy vợ con là một người phụ nữ rất là hiện đại. Một người phụ nữ mà con nghĩ là con đang tìm kiếm. Vợ con rất là tri thức. Thì nên con nghĩ là đây là thời điểm mình nghĩ là mình nên tỏ tình với cô ấy. Để mình có thể danh chính ngôn thuận, mình đi một cái bước gì nó xa hơn. Rồi tới cái giai đoạn cầu hôn đi. Lúc đó con đang ở với em gái và em gái còn đang đi học. Con có nói với anh là nếu như mà mình có dự định mình cưới nhau á, mình đợi thêm 2 năm đi. Để cho em lo cho em gái xong cái đã. Lúc đó thì em có chồng em sẽ không có phải lo lắng nhiều. Thì tới cái ngày hôm đó là ngày 2 tháng 9. Anh mới ôm con rồi anh mới hỏi là em có nghĩa là em thấy anh như thế nào, em thấy anh có cái điểm gì mà em không hài lòng mà anh phải sửa không? Mới con mới nói là không, đối với em anh là một người rất là hoàn hảo rồi. Cái lúc đó anh mới móc chiếc nhẫn ra,
Xong anh mới nói với con là nếu như á mà em chỉ còn lo cho em gái thôi thì em lấy anh đi. Anh hứa là anh sẽ cùng với em lo cho em gái. Hay quá. Dạ, lúc đó thì con rớt nước mắt luôn. Hay. Tức là về hình ảnh không lãng mạn nhưng mà nội dung hay mà nó chị, quá là cảm xúc á. Thật sự em hơi bị cảm động á. Một cái sự chia sẻ rất chân thành, nó rất đàn ông á. Và tới bây giờ là hai vợ chồng đã lấy nhau 5 năm rồi. Ừ. Và chưa một lần nào anh không làm được cái lời anh đã hứa đâu. Đến khoảnh khắc này, dạ, anh nghĩ là nếu mà em gái của em có xem á, dạ, chắc bạn ấy sẽ rất là xúc động. Là hai đứa có em bé chưa? Dạ, tụi con có 3 đứa con. 5 năm 3 đứa. Dạ. Thôi mình chuyển qua một cái trang mới đi. Dạ. Mình chuyển qua một cái chương mà sao coi như là em ơi, anh nghĩ chắc chồng em hoàn hảo quá rồi. Không có một cái tật xấu gì phải không em? Dạ. Thôi bây giờ hỏi chồng trước đi. Chồng nãy giờ chồng đã ngồi im lặng. Có những cái tật xấu rồi. Là có những cái tật gì mà con chưa hài lòng đó. Vợ con rất là nóng tính. Cái khoảng thời gian mà con còn quen vợ á, đôi khi mình có cái chuyện gì xích mích á, vợ con rất là im lặng. Thì con hỏi tại sao vậy? Cái kêu là tại em, để em suy nghĩ, em không có muốn nói những cái lời mà gây tổn thương tới anh. Cái lúc đó con mới nghĩ là nó cũng không quá đến nỗi mà sao vợ nói nó khá nghiêm trọng đó. Thì sau này con mới biết đó là khi mà về vợ con khá nóng tính. Khi nóng tính rồi á thì thường là hay dùng những cái lời nói nó làm cho mình bị tổn thương. Nó khó nghe, làm tổn thương người khác để làm hạ hỏa mình chứ không để giải quyết vấn đề. Nhưng mà chưa bao giờ vợ thể hiện cái sự nóng tính đối với con. Nó là sự may mắn luôn á. Trong 5 năm luôn. Dạ đúng rồi. Chưa bao giờ vợ thể hiện cái sự nóng tính với con, nhưng mà vợ rất là nóng tính với người khác. Ví dụ như vợ con hay đặt hàng online đó, thì khi ví dụ như có trường hợp mà cái anh shipper đó, anh kiếm đường quá khó. Anh mất thời gian anh kiếm, khi anh tới, anh đã tới anh còn càm ràm nữa. Cái vợ con lại đuổi về luôn. Anh đi về đi, em không nhận hàng nữa. Thế là lúc đó xong shop, bên shop với bên shipper phải gọi lại đi xin lỗi vợ con. Hoặc là ví dụ như là có đợt con đi rửa xe á, thì sau khi rửa xe xong thì cái anh dắt xe ra thì một anh khác lùi cái xe máy về, lùi xe ô tô về, nó làm đổ cái xe máy của con, nó bị chảy xước. Thì cái anh dắt ra anh xin lỗi, nhưng cái anh làm đổ xe không xin lỗi. Thì con thấy cũng bình thường thôi mình nhá, nhưng mà vợ con thì không, vợ con sẽ ra làm lớn chuyện. Tại sao lại như vậy, tại các anh phải đền bù các kiểu la 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 la. Tội luôn. Dạ. Con nghĩ là đụng chuyện một, dạ, cái đó ha, là người ngoài là chết với tôi nghe. Dạ đúng rồi. Nhưng mà với gia đình là, dạ, ủa, nhưng mà cái đó là tính tốt thì chú này là lành quá. Chú lành quá. Cho nên là chú thấy cái đấy là cho là nóng tính. Vợ của con là đúng sai là rõ ràng. Dạ, dạ đúng rồi. Chồng con sợ là con nóng tính xong gặp một người khác cũng nóng tính theo. Thì nhiều khi nó sẽ có những cái chuyện xung đột không hay. Cái đó thì, là cái ảnh sợ chồng con sợ như vậy đó. Dạ. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái cách mình nói thôi. Dạ. Con sau này con cứ những cái đó là mình cần phải lên tiếng. Nhưng dạ, mà rồi, mình đúng nói rồi, cái cách nào để mà mình sẽ không bị cái gì và người ta phải hiểu được là người ta sai. Thứ hai con nghĩ là online shopping khá nhiều. Đó, có nghĩa là có những cái món đồ mà mua mà không xài. Dạ, đúng rồi. Đó là vấn nạn đó. Nhưng mà cái tật này của con là tại ảnh mà ra. Ủa tại sao? Ảnh chiều con á, cô chú, con nhìn thấy một cái món gì đó, con hỏi, ơ chồng có cái món này hay quá nè. Xong chồng kêu, múc đi vợ, múc đi, thì mình cứ múc thôi. Mà ảnh chưa bao giờ ảnh ngăn cản con là thôi vợ ơi, cái món đó mình không cần tới. Rồi lại bị cái tội yêu vợ quá. Tính ra là cũng do ổng luôn đó, đúng không? Tại vì những cái món đồ nó giá trị nó cũng không đến mức là quá cao để mình... Có đồ của con mua cho ảnh á, thì ảnh mới kêu là thôi anh không cần đâu, thì lúc đó con mới không mua. Thường còn đồ quá. Cho vợ hay cho con là cứ múc đi vợ. Ngoài cái chuyện mà online shopping với các nền tảng á, vợ con còn coi cả livestream. Lâu lâu thì có những cái người ta có promotion á, người ta khuyến mãi vào đêm thôi, 12 giờ đêm. Sang sale. Dạ đúng rồi, sang sale là vợ con sẽ mở, nhưng mà vợ con ngủ. Tự nhiên tới giờ đó không biết nó có cái keyword gì hiện lên trên vợ, và vợ con tỉnh lại. Thì có một hôm á, con thấy vợ con ngủ, con không biết. Con tắt luôn điện thoại, sáng sau vợ con mất sang sale. Sao mà làm cho một trận. Hay sao lại tắt điện thoại là các kiểu, cái bạn không biết. Nhưng mà tại vì thực ra con thấy thức đêm nhiều quá nó không ảnh hưởng. Không, cái đó là xấu rồi đó. Có nghĩa là chị em mình dịch lá tìm sâu quá. Đúng chị ha. Cho cháu nó mong luôn là vợ thay đổi điều gì. Hy vọng là vợ con nó sẽ cải thiện được cái sự nóng tính. Không phải là đúng là đúng sai đúng, nhưng mà khi mà mình dùng từ ngữ mình dùng nó sẽ hợp lý hơn để cái người nghe nó hài hòa. Chính xác. Dạ. Chồng con lo lắng là chính xác. Dạ. Rồi giờ tới mi đó. Dạ, chồng con có một cái tật là ở quá sạch. Một ngày phải tắm ít nhất là 2 lần. Tối là sáng một lần, tối một lần. Còn nếu như mà ví dụ như đi ra ngoài giữa ngày á, cũng phải tắm một lần nữa. Tắm là gội đầu rồi chải tóc này kia là 10-15. Chải tóc là 15 phút đồng hồ trong đó. Và rất là kỹ. Con nhiều khi bận con á, nhiều khi tối là mình vẫn chưa có thời gian để mình chăm sóc cho bản thân của mình á. Mình cảm giác mình hơi hôi, mình ngại là mình không dám ngồi gần chồng mình luôn á. Còn ảnh lúc nào cũng sạch bông, thơm phức.
Bận cái nào bận cũng phải đi vô tắm nữa tiếng đồng hồ. Chải đầu vào 15 phút bình sạch. Dạ đó. Dạ. Có thể gọi là tật xấu đó. Dạ. Có những người ha, họ sạch đến cái mức họ nhìn động thấy vi trùng hết. Tại chỉ có cái tật xấu à đúng không? Hay dạ, còn nào nữa? Hay ngoáy mũi xong trây tùm lum. Xấu á, cái đó xấu á nha. Dạ, mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Thật ra là con thấy chồng con như vậy là đã được rồi. Với con là con không có bất kỳ một yêu cầu gì đó anh phải thay đổi nữa. Chính vì cái tính của anh như vậy nên là cái sự nóng tính của con mới không thể hiện trên anh. Riêng anh là con rất là kiềm chế. Bởi vì con nghĩ là chồng mình tốt như vậy đó không xứng đáng để nhận lấy cái cơn thịnh nộ của mình dán lên trên. Tâm lý quá. Nên là mình không có nói bất kỳ một lời nào, mình sợ làm tổn thương anh á. Cho nên là có thể phẫn nộ với người khác nhưng mà không bao giờ mình phẫn nộ với chồng mình. Hay quá. Vậy là con sửa được cái tật nóng tính của con rồi, đúng không? Tại vì khi con đã kiềm chế được với chồng con cũng có thể kiềm chế được với những cái đối tác khác để cho tránh cái sự nguy hiểm xảy ra cho mình. Dạ. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng nghe. Chúc cho hai đứa cứ như thế mà cứ yêu thương nhau và tận hưởng cuộc sống này nha. Dạ, con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Hai em có thấy hồi hộp, có thấy căng thẳng gì không? Dạ không. Chú rể có không? Dạ một chút ạ. Một chút luôn. Thôi cho tràng pháo tay cho chú rể. Cái một chút nó biến mất đi. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Em là Mai Bảo An và 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí. Còn em? Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật. Lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Public, là lúc đó giờ em đang học bên đó. Cái em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé vào trễ. Cái em nói trời ơi, sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa như vậy, nhìn hấp dẫn quá. Lúc đó là em tính phóng qua, em xin làm quen rồi, nhưng bị cản trở nên không qua được. Là lúc đó thầy đang dạy, nhưng mà tới khi hết tiết thì không có ai cản trở được nữa. Phóng qua liền rồi. Ngay số điện thoại và Yahoo liền luôn. Là cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình đó là rất là vô duyên. Mê gái cắn trợn. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đấy. Chết liền, giống như bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên quá. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm. Mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không? Hết ra lực khổng. Trời ơi. Nào là sao body em sexy thế. Đó, tự nhiên mới gặp ta mà vậy phải vô duyên. Cũng may mới chưa lột guốc ở quánh á. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng phải. Em vẫn rất là khen mình nhớ. Dạ đúng rồi. Rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau? Dạ ngay tối đó luôn. Sao hơi sốc vậy đó? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ em yêu anh trước luôn á. Ủa sao vậy? Em cái câu chuyện này nó ngộ nghĩnh. Dạ nó hấp dẫn. Mọi người có sốc không à? Trưa đó là em xin số điện thoại. Thì xong là chiều đó về là cái đầu em chat. Cái đó em dò trúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của Kim Dung nữa. Kiếm hiệp đâu. Bạn này mới thích Tiêu Phong. Cái thế là em diễn giải cho trò em một bùng Kim Dung luôn à. Thế là em Tiêu Phong do chúng đài. Rồi bạn này tiêu luôn. Dạ. Rồi dính luôn. Kiểu tỏ tình không phải soái ca Hàn Quốc mà là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp, phu nhân, phu quân các thứ. Em nói thế là gục ngã lúc nào. Em nói là nhớ cái câu nào mà khiến cổ ấn tượng. Dạ em nói là phu nhân này à. Vậy bây giờ nàng có thằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Đó đúng rồi. Rồi á, nương tử nói như thế nào vậy? Cho anh trả lời sao? Nói dạ, thiếp bằng lòng đó mà. Tôi ghét quá. Rồi đêm đó là dính luôn. Dạ, đêm đó tụi em quen nhau là sáng hôm sau là nắm tay. Là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này, em rước bạn này đi học. Thì bạn này chạy lên quận 2. Dạ, nhà em ở ngay chỗ nhà bè. Trời ơi. Dạ. Sao dữ vậy? Dạ. Thì đó 4 tháng trời là đeo dính vậy luôn á. Vậy đó hả? Dạ. 4 tháng. Rồi là 4 tháng sau là cưới luôn. Dạ không, lúc đó là em ngỏ lời cưới. Rồi xong rồi 2 tháng sau nữa là cưới, là quen 6 tháng. Là 6 tháng. 6 tháng là dạ, cưới. Dạ. Cưới này được coi như cũng mấy năm năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Dạ. Oh. Cái lúc yêu thương nhau á, cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không? Trời ơi quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này. Tại vì nói là hả ngoại hình không có đẹp, rồi lại này nọ các thứ, sân nhà xa. Nữa. Đó sợ mai mốt bà gỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ. Thế thế là không có cho quen, rồi cấm cản, rồi không có cho tiền em đi học luôn. Rồi bắt là phải có người chở, rồi tịch thu điện thoại các thứ, rồi kiểm soát điện thoại đó giờ không bao giờ quản lý mà tự nhiên giờ quản lý. Rồi làm sao các bạn vượt qua được những cái khó khăn đó? Cứ trốn vậy xong rồi cái em mới nói là thôi vậy hai đứa mình lấy nhau đi. Để ba mẹ khỏi cản nữa. Rồi cũng đỡ phải đường xa nữa. Rồi cái bà này mới nói là giờ quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được. Thế là em bày kế ra. Kế gì? Giả bộ có bầu. Thật sự là không có. Ờ. Em mới về em nói thôi mẹ ơi giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi. Cốt nhục? Dạ. Đúng văn đúng văn. Giờ giờ thôi giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa. Ba mẹ nói không phải chó tao. Rồi sao đó, rồi cuối cùng? Cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục các thứ đủ các kiểu. Ba ngày
Còn ông này cũng chai mặt lên. Lại lục luôn. Em xin luôn. Thôi giờ thiệt là thảm quá hả? Dạ. À dạ, thảm lắm. Bao lâu mình nhận thử? 3 ngày đó mà. Dạ, tại vì đó em mời ba mẹ em lên nói chuyện thì cũng nói qua rồi mới đồng ý. Bây giờ là ba mẹ em đã biết là tụi em gạt là có bầu em... hay là bữa nay mới biết? Chắc hôm nay sẽ biết đó. Bây giờ bữa nay là đó, hết rồi đó bụi à. Hay à. Nhưng mà bây giờ cũng sao rồi. Rồi bây giờ thì sau khi mà ở với nhau rồi thì bây giờ là em có vỡ mộng gì? Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi quá trời. Để em từ từ em liệt kê cho anh chị nghe. Cưới về nha, phát hiện ra là ngủ ngáy nè. Mà ngáy theo bài nhạc mà tấu luôn. Trời ơi, đó. Bè luôn đó. Bè luôn, có bè luôn. Giờ có bè là thằng con em nó bè đó. Thằng con nghe luôn. Nhạc trưởng kia, nhạc phụ nhà. Trời ha. Không ngủ thì thôi mà ngủ một cái là ngủ như chết. Coi như trái nhà hay là động đất hay là sóng thần cũng không cần biết. Cái đó là ngủ ngon. Coi như là ngủ mà lăn mà diện tích mà 16m50 là cũng không có đủ cho ổng. Trời ơi, tả ghê quá. Đó, vậy á. Hình dung luôn rồi đó. Đó, mà ngủ mà nhiều khi nha, nửa đêm giật mình vậy thấy ông đè con luôn. Ngoài cái ngáy ra còn gì? Dạ có chứ. Ví dụ như ăn mà cái món gì mà thích á là ăn mà giống như là ăn xong là chết luôn á. Chứ không phải ăn xong để sống nữa. Ngon phải ăn chứ. Cái giờ món ăn ngon mà bây giờ mình ăn là mình sẽ phải đã ối ra luôn. Đó cũng gì như vậy cho nên là bây giờ cái người mới mập như vậy. Ngày xưa em là rất là như cân body ngày xưa rất là đẹp chứ bộ. Mà tại vì từ hồi mà lấy vợ xong rồi đó, cái vợ có em bé phải mua đồ cho vợ ăn bồi bổ mà. Thế là em dư thì em ăn phụ chứ bỏ uổng. Đúng rồi. Thế là vợ bao nhiêu ký thì em bấy nhiêu thôi. Dạ, cái chuyện mặt mà... nó có ảnh hưởng đến một số cái. Có chứ, ảnh hưởng quá trời luôn. Dạ, mất hứng. Ai mất hứng? Chồng mất hứng hay vợ mất hứng? Em mất hứng. Rồi giờ tới em đi. Dạ. Mà xã em chắc đâu có tính xấu gì đúng không? Dạ. Xấu nhiều rồi mới chứ. Nghi ngờ, hoang tưởng ghê lắm. Ví dụ em đi làm mà về trễ thì nghĩ em đi đâu đó đi luôn rồi không muốn về á. Giống như em nói là 9 giờ về nha. Mà 9 giờ 1 phút về là em nói 1 phút đó ghé qua hung con nào cái mới về đúng không? Mà em có tin chắc chắn luôn cái điều đó không? Hay là cái đó em muốn giỡn chơi với chồng thôi? Em biết là không có đâu mà giống như em thích vậy đâu. Thích áp lực gì đó. Giống như thích hỏi ông chồng con trả lời sao đúng không? Dạ. Kiểu như vậy. Kiểu mà thích áp đặt rồi. Vợ em có phải là người nóng tính không? Trời ơi, vợ em nóng tính dạ ghê hồn luôn á chứ. Ra đường người ta chạy lạng á, tự quay qua chửi người ta, sưng si chửi người ta luôn. Nó trời ơi, mà có lạng chúng mình đâu, chúng người khác cũng chửi luôn. Nó chạy có nào sao? Bị ta chửi lại không? Chửi có bị ta chửi lại chứ. Đúng rồi, vậy là nghĩa hiệp mà. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, mình dạ, ra ngoài đường mình nói chuyện bất bình là tay tương trợ chứ đúng không? Ảnh hưởng kiếm hiệp đó. Dạ đúng rồi. Tốt, nó tốt. Trong lúc cãi lộn vợ em có khi nào mà vừa động khẩu mà vừa động thủ luôn? Trời ơi hoài luôn anh. Tại vì em toàn im không à, cho nó im. Còn cái thì em không trả lời quốc em luôn. Vậy hả? Xài kiếm hay xài cây? Em võ công đầy mình mà. Xài kiếm hay xài cây? Củ âm bạch cốt chảo. Củ âm bạch cốt chảo dấn lòng thầy bắt trưởng thì là quăng hết. Trời ơi. Trưởng riết người đầy thẹo. Tại bữa nay là vậy á, chứ bữa nào mà tập ghi mà thấy mở ra là người đầy thẹo. Là làm gì? Quạo hả? Dạ thì củ âm bạch cốt chảo là cứ vào nhấc nhấc dương chỉ chọt chọt chọt. Trời ơi thấy ghê quá. Thương em quá. Cắn luôn mà. Đúng là 13 bến nước. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Lớn chút xíu, bớt trẻ con một chút, chững chạc một xíu. Ủa em đâu có trẻ con đâu, em tiểu thư mà. Đó là bớt rồi. Đó là bớt tiểu thư một xíu. Lớn chút xíu. Em tiểu thư mà em đâu có trẻ con đâu. Tiểu thư là dạ. Có gì nữa? Có gì? Như đó là em nghĩ là gia đình đủ hạnh phúc rồi. Còn có tiểu thư. Phải giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt, mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt. Đúng không? Đó, thứ nhất là phải giảm cân. Giảm cân. Thứ hai á, đàn ông một chút xíu, bản lĩnh chút xíu. Kiểu như là đừng gì cũng nghe lời vợ, gì cũng hỏi vợ hết trơn, tự mình quyết định. Ừ, em làm nghề gì chị quên rồi? Em là kỹ thuật viên cơ khí. Kỹ thuật viên cơ khí. Dạ, em làm cho công ty của Nhật, nhưng mà sắp tới là em đi Nhật làm. Ồ, bao lâu? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng nữa em đi. Nhưng mà em có đi với chồng không? Dạ không, 1 năm nữa em mới đi. Như vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải xa chồng. Dạ, bay qua đúng rồi. Vậy thì trước khi em lên đường sang Nhật, em có muốn nói gì với vợ em không? Là em phải mượn cái chương trình này nè, để dạ, mà em nhắn rồi. Vợ để ví dụ như em có đi qua bển á, cái vợ em có nhớ lên YouTube mở ra dạ, xem cái nghe lại chồng nhắn đúng mình vậy. Cái gì dạ. Dạ thì em cũng nói chung là anh cũng mượn chương trình Vợ Chồng Son này, anh cũng muốn nói với vợ là bao nhiêu năm qua là vợ cũng đã cực khổ và sống không có giàu sang với anh rồi. Thì anh hứa anh sẽ cố gắng mang cho vợ một cuộc sống như tiểu thư như thời mà ba mẹ vợ đã làm cho vợ. Đó lại lót đường. Có dặn vợ ở nhà có dặn chăm sóc con như thế nào không? Dặn luôn, tranh thủ dặn. Đứng lên nói đi. Mình hứa dạ. Thì bây giờ mình phải muốn vợ mình có trách nhiệm như nào với con dạ, mình chứ. Dạ, bên kia bên vợ em nói cho vợ. Ừ. Ôm cũng được, muốn dạ, làm thì cứ làm. Vợ ở nhà
cố gắng chăm con, mọi thứ đằng sau là có anh hết. Em thì em cũng hứa với anh là em bớt tiểu thư đi, em sẽ chững chạc lên, em sẽ là dâu Thảo, mẹ tốt, vợ hiền, để anh yên tâm anh xây dựng hạnh phúc cho hai đứa mình nhé. Ai da, cái chục. Ai da, thiệt tình. Bây giờ lão bà muốn chúc hai đứa hả? Trăm năm hạnh phúc hả? Dạ. Rồi mau đoàn tụ hả? Dạ, đa tạ, đa tạ. Ai da. Tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm, và sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa. Dạ. Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31. 89. 31. 31 đúng không? 31. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Chắc dạ. Công việc là cũng ở nhà phụ ông xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Dạ. Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. Dạ khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Dạ đã gặp 7-8 năm rồi, nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Chứ con không học ở dưới đây. Ở là... trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. Thì cũng có học ở trên đó. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này. Bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún bún thịt nướng á. Là ảnh mới là chở người nhờ chở giùm đó. Dạ bên, đúng rồi. Bên con, bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm đó. Dạ phải đúng không? Rồi, đúng rồi ạ. Đó là lần đầu tiên gặp thì cũng lúc đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau. À có nghĩa là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi cái dịp đó ấy rồi con về luôn con. Con ở được bao lâu? Con ở chắc phải mấy ngày, 3-4 ngày. Ba bốn ngày rồi con về luôn. Về rồi về mấy... xong rồi học vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột. Miết tới năm 24 là 20 tuổi. Dạ mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, như là bật vô âm tính số rồi. Cô ấy cũng quen một người khác, con cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á. Là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi cũng lại ông anh rể nữa. Dạ lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần rủ... sau thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột là nhờ ông đó, nhờ ông anh đó nha. Rồi tiếp tục nè, vậy là con lên Đắk Lắk đúng không? Rồi chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh đúng không? Dạ gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó lúc đó thấy Khánh sao nè, khoan để ấn tượng nè, sau mấy năm không gặp bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi, nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy lúc đó là mới chia tay người yêu nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Với lại cái thời tiết trên đó nữa em ơi. Mát lắm chị mát ơi. Mát rồi. Nhưng mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mình gặp đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói lần trước thì mình không để ý, nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn á, lần này cô đơn thấy đẹp. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc Khánh sao? Thấy bình thường dạ vẫn bình thường thôi Rồi bây giờ tiếp tục nè, rồi sau đó là chắc chắn là thấy là phải có gì đó đặc biệt rồi đúng không? Nói chung lúc đó thì cũng mình cũng
không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài thì cái động lực đó đó, tức là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á, giống thấy như tự nhiên có sự tranh giành, có nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải dành cho bằng được đó. Đó. Ừ. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ lộ liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác. Trớ trêu. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực đó. Không bây giờ dạ, này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sư cua không? Xe hơi hỏi Khánh nè, tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? À, đâu anh đâu có chở đâu. Đi mà ý là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể không đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình, xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng nhát quá. Ổng nhát, ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con, không nhớ luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt mà con chọn ảnh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện, thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột. Ông này ở dưới Sài Gòn. Cái tối ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á. Buổi tối lên xe, cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu anh tặng em vậy đó. Ông đi về. Xong rồi mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy á là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận rồi, mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỡ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột hả? Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi, rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần, một lần duy nhất thôi. Nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy luôn. Gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà cũng không nghe máy không luôn. Nghe máy luôn giận quá đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung là trong lòng mình, trong đầu mình là hầu như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Thế là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra, mình lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Con cứ search Google con đi thôi, mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ, mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp, rồi con năn nỉ, rồi con có ở lại không hay là con về liền luôn? Con ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hết giận rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Ở lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Trời cười rồi. Chứ cái mặt mà chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm, cái làm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em, rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa, xong rồi xoay qua bên phía con thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Thế đâm ra là có cái phản cảm. Đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Đúng chị rồi. Thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi, dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương mẹ đó. Đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ luôn vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là
giận đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại là. Ồ, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi. Tốt. Dạ. Tốt đẹp chấp nhận thôi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Lại thời gian thấy được thời gian nó sẽ xoa dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó, rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn, là ảnh đòi cưới luôn á. Đòi cưới thì bởi luôn. Vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. Hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Có những cặp như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ bảo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo như vậy. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà. Gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng rồi ạ. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao dạ. Khác sao nè? Khác sao nè? Ok. Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh thì con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt đầu thì cưng mình phải chấp nhận chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó dạ thì mình cũng phải chấp nhận nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không nữa. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa. Để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc đó ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Thế là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á mà gấp thành cái nhẫn á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy ủa cầu hôn rồi đó hả? Thì mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ mà cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn. Thì thôi, thế là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, thế mình thôi cũng chấp nhận ảnh. Kệ cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ, 50 tỷ. Dạ. Tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng. Đó nên là ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là dàn cọc vậy đó. Dàn cọc xong dàn rồi bắt đầu ok rồi bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Khiêm là một người rất lãng mạn đó nha. Nhìn cái tưởng khô khan chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Khiêm? Thật ra thừa nhận là con khô nhưng mà tại vì con sợ con mất cái khánh thôi cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình search YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á là sản xuất ở mưa á, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác đó. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có. Mẹ có biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì mẹ cũng tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản không thích thì không thích nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó thì lúc đó là mới về là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao giờ mẹ con thương Khánh chưa?
Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi, thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á, thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi. Nhưng mà thời gian mà bồi đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần dần thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Rồi bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Thì tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã, tức là trước còn lúc mà mới cưới á, mới cưới về xong á, là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á khác với lại con. Con thì theo hướng hiện đại á. Cái đó là mình phóng khoáng nhiều. Thế là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngon hạnh. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa, tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. Hai năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quá giọng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong còn rồi. Cái giọng của con là nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện nha mà con rất là mắc cười. Con bắt điện thoại lên con alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì hai vợ chồng con gãi đầu luôn. Nhưng mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, sao rồi sau này thì mẹ lúc thì... đó làm sao lúc đó làm sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau này dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Ok má ơi, bản tính nó khó dời lắm, bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế, má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm, thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sao nữa? Hai em gái hả em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đó không? Đó. Anh mà anh hy sinh cũng nhiều lắm, anh cũng cố gắng hy sinh. Con em là anh trai anh gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp. Biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xu đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn một tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm que thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái que thử thai lên nó hai vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Ủa? Con á thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai bởi vì hạnh phúc khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn. Hai đứa ôm nhau cái là bệnh viện, người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn, người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh, cái là cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé. Cái là con bị stress thời gian đó luôn. Stress vì chăm con đó, hả? Đúng rồi ạ, bị gọi là bị trầm cảm sâu sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này là nó mấy mang cái thai cũng chết mà chăm con cũng chết luôn. Cộng vô cái đó là nó mới đi chuyện trầm chế lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha, vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau. Thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là như vậy. Hệ quả của xem phim TB.
Đây là rất thích xem phim TVB. Fan cuồng của TVB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật kiểu vậy đó, ăn cơm một buổi bữa cơm lãng mạn vậy đó. Đó, anh vẫn chấp nhận, mình cảm thấy là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc đó con sao? À, thì lúc đó là con cũng cố gắng con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không, con biết là vợ con bị trầm cảm con biết chứ. Thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt rồi, bây giờ là chỉ cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn. Nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng, thể hiện cái giọng rất là cấu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sinh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu chớm dịch á. Chớm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại tôi cho chăm sóc được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm. Tối là 7-8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn. Mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi. Nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ? Trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc. Cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết, bây giờ mình không xuống cũng được mà lên cũng được. Cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa. Cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. Đó, đến như vậy luôn. Cái đó, cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự cái suy nghĩ đó có hai lần. Chớm hai lần. Trời ơi, con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó. Không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có đựng chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ muốn gì mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được cái tức là hiểu được vợ đó. Chứ có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay á. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, ê muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái là không được. Đó đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu mà có đứa nữa không biết sao. Thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Dạ. Vì sợ, tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không.
Nói chung là tại vì á, Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Thì cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao bạn này là người có trách nhiệm. Có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa nhỏ. Dạ, tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm. Và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Dạ. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ, chính đúng vì rồi. Vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Ừ. Đó, nó là như mong vậy muốn đó. Mọi chuyện đều hoàn hảo trong đó, bàn tay của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè, tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỉ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác, sẽ thay đổi cái sẽ thay đổi. Bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi đó. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu, nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Vì Khánh là có học cái lớp easy chăm em bé đó. Khánh là từ y dược, là y dược nữa, cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á, bắt đầu nó 5-6 tuổi, nó bập bẹ, nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu, 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, bữa không, chưa đâu. Bạn này trời cần ơi. Cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được. Chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm tôi đẻ cho 7 con. Dạ tôi được rồi, anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải, anh quá ngon rồi. Mà tại vì già quá, già quá. Còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Đúng rồi, mới. Trời ơi, nè mai mốt nha, không, dĩ nhiên bây giờ là không có suối, không có suối đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tùy tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha. Thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Rồi, bây giờ cá không? Đó. Tại vì nè, em để em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, còn nó thèm đó nha. Dạ. Lúc đó chảnh rồi. Thôi bây giờ qua cái kia đi. Nó rất là cưng rồi mà. Thôi bây giờ qua tới cái phần này nè. Qua cần đại hội vạch mặt. Đó. Tật xấu. Đó, người ta gọi là đại hội vạch mặt. Đó. Đó. Đại hội vạch mặt. Để Kim khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi, để con nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có rào trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình. Đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng á. Sai giặt, sai chồng mà sai chạy giặt. Ví dụ như có cái điện thoại thôi, điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay rồi. Vậy ngon rồi. 5 món. 5 món là được rồi. Chiên, xào, luộc, hấp. Rồi nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt ăn vặt, cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài dĩa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó rồi. Nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á, cái đó là thực sự đó, cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới ai hết. Kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán. Ăn món vặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Con phải đi mua hả? Đúng rồi, bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cả nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái sao chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá rồi. Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà thôi không kể nữa đâu.
Dạ. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Hoặc không, nó trầm cảm nữa hay gì? Hả? Không sao đâu, không sao. Không có sao hết trơn á. Kể thêm tật nó thôi. Khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nó à. Uống bia là vô đói. Bia dữ lắm hả? Bản thân con là đàn ông có uống bia mà con thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà dọn. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa ta đối nhau? Dạ có. Thường xuyên phải không? Chuyện bình thường. Hai vợ chồng uống ẩm, gọi là gì? Gọi là gì? Ẩm đấu ẩm hay đối ẩm? Hai chồng đối ẩm nhau. Có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon. Dạ. Vậy được rồi. Vậy đó, vui lắm. Hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ. Còn hai chồng mà uống nhau là vậy là hay đó. Okay. Dễ thương á, cái đó dễ thương. Tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui là lôi nhau ra nhậu. Ồ, được á. Uống. Bởi ông Tuấn ông chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ? Không, ảnh cũng không có nhậu. Ảnh là ẩm trà, gọi là gì? Trà đạo hả? Trà đạo. Trà đạo thôi. Mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn. Bởi ông cũng chán trường cô lắm, hiểu không? Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Vậy được thôi. Được, cái đó dễ thương. Uống nhưng mà chia ra hai trường phái nữa. Ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết. Còn vợ thì lầy lầy vô đói luôn. Mà lầy vui thôi. Thôi vậy cũng được rồi. Được rồi. Chứ hai đứa cùng lầy nữa cũng mệt nữa. Thôi, vậy không có phải tật xấu đâu. Tôi không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Vậy đi. Chừng nào bà kêu cái bà hàng xóm lại hai bà ngồi cứ đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu tính thôi quá. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thật mệt lắm nha. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly thân, mà có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Tạo cái thói quen đó đi. Lúc nào cũng cầm trên tay đi, tại có chuyện người gì để sai vặt mà nó. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta? Chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như là thì cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên kia là thú tính nha. Không phải người ta hay quên nha. Thú tính. Nên là ảnh là hay quên, ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó là tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, đâu kiểm soát được. Là gọi là lực bất tòng tâm đó con. Thì đó, ơi, lực sao mà kiểm soát được. Cái chuyện nó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á. Xong rồi chị lên trên mạng á. Chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời ơi, cũng xăm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó, tật xấu. Hiếp người quá đáng. Xăm dọa. Hiếp người quá đáng. Tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Rồi. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không phải, cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Đó, để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết mà. Di từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ con. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng. Khóc hả? Đúng. Hai anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật khoảng cách 5 cao đó nhưng... Đây, hay khóc lắm. Người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt. Nhạy cảm. Chạnh lòng chút xíu này, đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt. Đó, cứ vậy đó. Nút ngược vô. Tại vì người ta tình sĩ cảm. Sĩ diện á mà nút ngược vô. Tình cảm quá, tình thì cảm chị nói em, hai anh em bắt tay nhau được rồi. Đó, anh mong manh lắm. Anh có những cái đồng cảm với Khánh, với Khiêm rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh. Và thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm lắm. Hai vợ chồng con là cũng có giao kèo mà. Nói chung là giận cái nào giận, nhưng mà chỉ trong ngày thôi, trước khi đi ngủ là phải làm hòa.
Mới, tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa, cho nên là giao kèo trước luôn. Là giận thì giận, nhưng mà trước khi ngủ là phải xong hòa. Đối tác nhưng có mà thực hiện hồi đó không? Con lại quên giao kèo là lỗi ai người đã nhận, chứ cuộc con nhận hết. Con nhận hết luôn. Đúng sai con cũng nhận. Rồi vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi. Tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do. Không cần phải thay đổi gì hết. Con mong muốn bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nha. Con có mong muốn đây là cơ hội đó. Không, cái mình nóng tính, ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà. Tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi. Mà không có người, ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ mình, con thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy, đâu muốn Kim thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không sao hết. Như vậy là ok. Vậy được rồi. Thôi hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực tới qua cơn bỉ cực hết rồi. Bây giờ nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi, bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu, em bé càng lớn càng đeo mẹ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè. Mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp. Nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải vung vén nó vô, nó phải bám mẹ nó. Con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra. Và mẹ nó là thần tượng của nó. Thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì. Đó, hay là hay không? Con hiểu không? Chưa? Đó. Kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Một cái nụ cười của em rất đẹp. Và anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình. Không được rơi vào những cái trạng thái u uất, không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa mà bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này. Nha. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc, hiểu nhau, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai, có đứa nhỏ. Nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nghe.